Sao này? Không, không được rồi. Gặp đầu lắm thế. Còn pha dứt điểm không chính xác của một cầu thủ áo số 15 đến từ Đồng Nai. Ok, đưa tay ra. Tay mang số quay ra. Tay nhà bóng trên đưa tay. Chết chưa? Lại. Chị ra. Ném. Đứng lại luôn anh ơi. Rồi. Đây. Theo người. Như vậy là sau khi các bàn thắng mở tỷ số thì đội Bình Đồng đang chủ động chơi chậm lại. Rộng. Không được rồi. Đánh lên. Như vậy chúng ta sẽ định không có người chạm tay của cầu thủ Bình Đông. Người ta khai thác. Chúng ta cho đội Thái Thành hiện lại pha bóng. Anh bảo chưa? Nồng tí là được. Bên góc này này em ơi. Các cầu thủ Mất điện. Rồi. Rồi. Hay rồi. Alo. Vâng, bao giờ thời tiết của buổi sáng hôm nay chúng ta cảm thấy rất nắng nóng, nên là hai đội bóng đã thi đấu rất tích cực. Một pha sút bóng không chính xác của một cầu thủ đến từ đội Thái Thành. Như vậy là chúng ta sẽ định bóng thả chạm vào một cầu thủ hậu vệ của Bình Đông. Phản ứng cho Thái Thành. Sút bóng rất nguy hiểm. Anh ơi.
Đá banh lên còn la. Cho anh cái thẻ gì. Một pha phản góc dành cho đội Đình Lộc. Rút. Kê chân, kê chân. Một người kê chân đến từ một hậu vệ của Thái Thanh. Một pha phản tiếp dành cho đội Đình Lộc. Và đây có thể xem là một cơ hội nâng tỷ số. Đứng trong bóng là hai cầu thủ áo số 10 và 69 của đội Đình Lộc. Đây, đây, rồi, rồi. Như vậy là sau một pha phối hợp đá phạt không thành công thì các cầu thủ Thái Thanh đã chấp được cơ hội vào một pha phản công chất lượng. Và họ đó là bàn thắng san bằng tỷ số 1-0. Chấp được cơ nhanh đấy. Khỏe thì các cầu thủ Thái Thanh có những pha chấp được cơ rất nhanh chóng. Cho người kia. Ta nhìn xuống người đó. Xuống người đó. Nhìn đây, để các đội đội bạn thì nhớ cứ xuống người đó. Đá xô lại. Mới có 10 giờ trên cường. Xô lại. Và đá biên dành cho đội Bình Lộc. Các cầu thủ Thái Thanh đang thi đấu rất có tổ chức. Họ phối hợp với những pha năng động và bóng ngắn. Ra mà mình vào. Ở đây nó chắc rồi này. Rất tốt. Chúng có dọc. Đang cần rất tốt đến từ các cầu thủ Thái Thanh. Bóng vừa đi trúng cột dọc thủ môn của Bình Đông. Các cầu thủ Thái Thanh đang nắm thế thượng trên sân. Phản đá bây giờ thì không có cho thủ môn của Thái Thanh. Đi không ghê được đâu. Trời ơi. Rất nhanh. Ôi. Ôi. Quyền. Kéo về. Nhà ra. 2-1 cho Thái Thanh. Rất nhanh. Nhưng mình sai lầm chết người đến hàng của vị của Bình Nhân. Đá một trận thôi. Có vẻ như sau pha bị bất ngờ dần trước ở hiệp 1 thì cầu thủ Thái Thanh đã thiếu quyết tâm và họ đã vượt lên dần 2-1. Chạy lên thì chạy vậy. Hậu vệ thì đứng mẹ. Đúng rồi, đội hình của Thái Thanh đang bố trí một tiền đạo đá cao nhất trên hàng công. Đó là thằng đá béo số 15. Như vậy là những pha ghi bàn liên tục đến từ các cầu thủ Thái Thanh. Có vẻ như lúc này đây thì nền tảng thể lực của các cầu thủ Thái Thanh mới được phát huy.
họ đang hoàn toàn nắm thế cho đội Trường Sơn. Hiệp một vừa chơi qua được hơn 15 phút, tỷ số lúc này đang là 3-1. Các cầu thủ bình thường chúng ta không nên làm dùng những pha bóng kỹ thuật nhân dân với một trận bóng 7 người như thế này. Đây rồi. Chúng ta thấy định bóng chạm tay một cầu thủ đá số 10 của Bình Đông. Ở trên đội Đội Thành của họ luôn đá với một sơ đồ ít nhất có hai hậu vệ ở hàng phòng ngự. Và cầu thủ đá cao nhất chính là tiền đạo số 15. Vừa có một pha dứt điểm không thành công trước cửa thủ môn của Bình Đông. Rất nguy hiểm. Nào, rồi. 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 Bọn la vật kinh nhỉ. Có thể thấy rằng đội tuyển đảo của Thành Thành họ đang nhảy múa trước hàng phòng vệ của Bình Đông. Với đội hoa đang tập một trận rất nhanh. Anh Duy, anh Duy, báo trọng tài. Như vậy là bên phía